Rồi thôi để dành hai máy đó cho chú. Dạ. Dạ. Gì vậy? Phản ứng quá vậy? Hả? Quá là phản ứng đi, mất máy rồi mà để cho em. Trời ơi, để tôi cho mọi người coi tấm hình tôi để hai máy để mọi tôi người thấy rồi. Hồn. Mày ơi, cha cha cha. Hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Có thể nói là rất là trẻ trâu. Bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận cũng như là tất cả quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại con là ca sĩ tự do. Dạ. Hàng nay bao nhiêu tuổi rồi Hoàng? Con 35 tuổi. 35 tuổi. Rồi 35 sao trẻ quá chị Một? Trẻ thiệt. Dạ. Trẻ giống một cái người ca sĩ ở trong showbiz mình nè. Đang trường. Tôi có công nhận không? Dạ. Có liên quan gì đến đang trường không? Thực sự thì con đã từng tham gia những chương trình về hóa thân thành ca sĩ thần tượng của mình, đó là Anh Boy Đang Trường. Ồ vậy hả? Không, bạn này bạn nói rồi mình mới thấy cái nét mặt của bạn cũng nhăn nhác Đang Trường. Cái giọng hồi nãy lúc mà vô chương trình đó, dạ, mình yêu cầu các bạn trang điểm á, dạ, đừng có xịt keo làm tóc, để hai máy giống như Anh Boy luôn. Trước đây con cũng đã từng để hai máy rồi, nhưng mà anh Đang Trường để hai máy nhìn đẹp lắm, mà con để hai máy nhìn nó bị sai sai, bị lỗi lỗi. Đúng không? Dạ. Rồi thôi để dành hai máy đó cho chú. Dạ. Dạ. Gì vậy? Phản ứng quá vậy? Hả? Quá là phản ứng đi, mất máy đâu mà để cho em. Trời ơi, để tôi cho mọi người coi tấm hình tôi để hai máy để mọi tôi người thấy rồi. Hồn. Mày ơi, cha cha cha. Đúng rồi đó. Đâu bây giờ Hoàng hát thử lại cái hồi mà Hoàng hóa thân thành ca sĩ Đang Trường đi, một hai câu thôi. Sau đây thì con xin gửi đến mọi người một đoạn trong ca khúc Tình Khúc Vàng. Anh nghe mùi hương trên tống quen nồng nàn, anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Hey, nhắm mắt lại là cứ tưởng Đang Trường xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son không? Đáng yêu. Ừ. Rồi mời dạ, em. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Mai Thị Diễm Phương. Con sinh năm 92, năm nay con 30 tuổi. Con mới sinh em bé được 5 tháng. Dạ hiện tại thì con đang ở nhà chăm em bé. Nhưng mà trước đây là Mai Diễm Phương nha. Con đừng nói là con cũng mê cái cô Mai Diễm Phương. Mai Diễm Phương bên Hồng Kông. Dạ. Cô bên Hồng Kông là Mai Diễm Phương, con là thêm chú Thị nữa. Trước đây thì con làm trong công ty giải trí của hệ thống nhà hàng karaoke Kingdom. Rồi như vậy là biết tại sao họ quen nhau rồi. Sao? Em biết. Ông này ông đi hát karaoke, ông đi hát karaoke và ông gặp cái cô này và xinh quá. Họ bắt đầu lấy số phone cho nhau và ổng chủ động cua bà này và dính luôn, đúng không? Vậy không đúng. Vậy không đúng. Quá bà dạ. Ông làm ông mụ thôi. Thực sự hai tụi con quen thì chỉ mới quen thôi, nhưng mà đã biết thì đã biết từ rất lâu rồi. Thực sự thì trước đây con là quản lý chung hệ thống của Phương làm luôn. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Phương vào thì Phương làm vị trí là lễ tân. Dạ. Thì hai đứa gặp nhau thì chỉ ở mức đồng nghiệp với nhau thôi. Và con thì cũng chỉ xem Phương là đồng nghiệp và giống như những bạn nhân viên trong đó và những đứa em trong đó thôi. Không có để ý nhiều mà cũng thấy cô bé này cũng dễ thương, cũng xinh và cũng có chút cảm tình gì đó thôi. Nhưng mà không có đi xa hơn. Phương, con có cảm mến anh không? Dạ không. Thấy chưa? Không có đứa nào cảm mến đứa nào hết trơn, cái trời á. Ủa sao kỳ vậy? Có nghĩa là hai đứa tụi nó biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng mà yêu nhau thì chỉ mới đây thôi. Lúc con vô làm Kingdom là 2014 rồi. Nhưng mà thực sự thời gian đầu vô Kingdom thì con còn trẻ con á. Thực sự là lúc mà mới vô làm đó thì môi trường mới mà với lại nhân viên mới thì cũng được nhiều người để ý, chứ không phải là chỉ một mình Hoàng để ý. Thì lúc đó cũng chả để ý gì đến Hoàng đâu. Trong cái thời gian đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc mà mới vô làm Kingdom thì con chưa có người yêu. Dạ rất nhiều anh để ý. Dạ. Mà còn không phải chỉ một mình anh Hoàng quản lý để ý đâu. Đó, bây giờ Hoàng nè. Dạ. Lúc mà trước khi con gặp Phương thì là con đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Thời đó là còn trẻ nên cũng yêu rồi chia tay cũng nhiều lần. Có nghĩa là một người nhưng mà chia tay rồi yêu lại. Dạ. Câu hỏi này, tụi con làm chung với nhau bao lâu thì tụi con bắt đầu có cảm tình với nhau? Sau đó là đã kết hôn. Mỗi đứa đã tự tìm cho nhau một cái hôn nhân riêng của mình. Con mỗi đứa được bao nhiêu năm thì là ly dị? Con thì 6 đến 8 tháng thì là con... ly dị? Dạ đúng rồi. Con thì được 4-5 năm á. Ồ, như vậy có nghĩa là cái này đó mới là cái mấu chốt đây nè. Con chia tay trước. Dạ. Lúc đó là Phương chưa có chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó. Nhưng mà tình trạng của Phương thì như thế nào?
ly hôn nhưng mà có con không? Dạ có, con có một đứa con, năm nay cũng 4 tuổi rồi. Rồi các bạn gặp nha, gặp lại nhau ở đâu? Phương lúc đó là Phương đã trong tình cảm là đã gọi là ly, gần sắp ly hôn rồi. Thì con có nói chuyện anh em thì lâu ngày không gặp lại. Dạ cũng nhắn tin qua nhắn tin lại vậy đó. Nói chung là con cũng khuyên nhiều, tại vì con cũng đã từng có gia đình và cũng đã hiểu được cái cảm giác là mất đi một người thương yêu của mình và mất đi một cái gia đình hạnh phúc thì mình cũng đau xót lắm. Nhưng mà thực sự thì Phương cũng không thể nào hàn gắn lại được, không cứu vãn được, không cứu vãn được nữa. Ok, còn Phương thì sao? Sau một thời gian gặp lại Hoàng thì Phương thấy Hoàng có một cái gì đó khác. Hồi trước á, con với anh Hoàng làm chung với nhau á, thì nổi tiếng nhất trong hệ thống luôn là cứ gặp nhau là cà khịa với nhau. Ai là người khịa người kia? Không, hai đứa hay khịa qua khịa lại vậy đó. Đó khắc khẩu. Hết dịch đợt đầu tiên á, thì khi mà gặp lại thì lúc đó tâm trạng của con cũng không có được vui. Lúc đó con buồn bã và cũng ít nói đi, cũng con cũng chả khịa gì Hoàng hết. Hoàng cũng hiểu. Thì sau thời gian nó gặp lại thì anh Hoàng cách cư xử khác hẳn, nhẹ nhàng hơn, rồi chín chắn hơn. Dạ, khác so với trước đây. Chín chắn, nhường nhịn hơn. Dạ đúng rồi. Người đàn ông đó một lần đổ vỡ đó em. Dạ, đúng. Nhưng mà Hoàng thì sao? Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Nhưng mà sau đó là gặp lại Phương thì cảm nhận Phương là một người phụ nữ yêu gia đình, chững chạc và chín chắn hơn. Sau cái đó thì bao nhiêu lâu thì tụi con đi đến chuyện hai đứa kết hôn? Dạ cũng một năm. Con là một người rất là thương con nít. Phương thì có bé Sô Nít trước đó. Hồi xưa Phương cũng hay dẫn lên chỗ làm thì con cũng gặp nhiều lần, con cũng mến, quý mến. Thì lúc đó con cũng hay chọc chọc, dẫn dẫn. Con nói Phương là đi chơi, dẫn theo Sô Nít chơi. Hai đứa có đứa nào chung chưa? Dạ có, bé được 5 tháng. Trai luôn. Hai đứa là trai. Dạ. Dạ đúng rồi. Một đứa con chung rồi một đứa là con riêng đó. Thì không biết rằng là ba Hoàng, cái tình cảm của ba dành cho hai đứa con nó có cái gì khác nhau? Dạ, thực sự đối với con thì cái quan điểm là không có phân biệt ra cái con chung hay là con riêng gì hết. Trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ Sunit đó là con ruột của mình, mình phải là cùng nhau để mà nuôi dạy con. Người phụ nữ mà đổ vỡ trong hôn nhân rồi á, thì khi mà bắt đầu lại mà đối với một người mà đã có con như con nữa, không thể nào mà vì tình cảm của mẹ mà chọn cái hạnh phúc, thì con phải nghĩ cho con của con nữa. Thì trước khi bắt đầu với Hoàng á, thì con cũng nghe nhiều dư luận trái chiều lắm. Có thể là bây giờ Hoàng lấy lòng con, thương Sơn Nít để lấy lòng con, rồi sau này Hoàng sẽ khi mà được lòng của con rồi thì sẽ không thương Sơn Nít này nọ nữa. Thì lúc đó con cũng suy nghĩ rất là đắn đo. Con cảm nhận được cái tình cảm mà Hoàng dành cho Sonic là tình cảm thực sự. Chứ không phải vì mà lấy lòng mẹ mà chiều chuộng hay là yêu thương Sonic. Thực sự là con cũng rất là yên tâm về sau này là không có cái tình trạng mà cha dượng này nọ các kiểu, hoặc là con chung con riêng. Tỏ tình trước cô ấy thì có lãng mạn gì không? Thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào hết trơn. Nhưng mà sao lại chấp nhận vậy? Đồng cảm rồi cảm nhận rồi thấu hiểu nhau vậy đó. Chứ thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào. Có cái tụi con có gặp trường hợp này không? Như hai đứa là đã có cái gia đình riêng rồi, xong rồi đến với nhau. Cái đến nó cũng rất là nhanh, nó cũng rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà rồi đến khi á, mà đụng gọi là cọ sát với nhau rồi thì cũng cực kỳ hay có nhiều mâu thuẫn. Phương, bà này, vợ con, bà rất là gọi là dễ bị xúc động, rồi dễ bị tự ái, rồi dễ bị tổn thương. Nên mà bị tổn thương một cái gì nhỏ thôi là bà rớt nước mắt. Mà đối với con thì con thấy phụ nữ bị rớt nước mắt là con bị yếu lòng. Con sợ. Dạ, rồi, con sợ. Dạ. Nên lúc nào mà có chuyện gì xảy ra con là người xin lỗi trước. Im lặng, con không dám nói gì hết. Mà trong khi con im lặng thì bà này cũng im lặng luôn. Bà không có nói gì hết. Chỉ giận thôi chứ chưa đến cái mức mà gọi là tôi chia tay luôn đi. Chưa có đúng không? Có không? Dạ có. Dạ có. Dạ có rồi, chia tay. Ai bên nào? Chắc cũng cả ngàn lần có. Vậy hả? Dạ tại vì tính của con á, dễ giận, dễ lẫy lắm. Mà mỗi lần mà con giận con lẫy là hả? Thôi cảm thấy không hợp đâu, thôi chia tay đi. Nhưng mà dạng như là nó chỉ nói lẫy là tại vì trong lòng con đinh, lúc nào cũng đinh ninh là không chia tay được đâu. Tại vì Hoàng, ví dụ con mà làm ầm lên là lúc nào Hoàng cũng nhường nhịn con hết á. Nên dạng như là cái đó cũng là một tính xấu của con. Con cũng biết cái đó là tính xấu nhưng mà được anh chiều á, nên lúc nào con cũng làm lẫy như vậy á, làm cho anh sợ vậy thôi. Xong rồi kể xấu nhau đi mới vui nè. Có thật xấu nào lòi ra không? Mà bả chỉ được, chỉ có cái là một ngày 24 tiếng mà bả ngủ tới 12-13 tiếng lận. Mới xin nó cứ ngủ. Lúc mà hai đứa về là lúc đó là lại là dính con, bầu. Cái dòng mà dính bầu ngủ dữ lắm mọi người. Kinh hoàng luôn. Tại vì lúc mà con có bầu là lúc đó đang dịch phong tỏa thành phố, đâu có đủ đi đâu đâu. Dạ đúng rồi, suốt ngày dính nhau 24/24. Bây giờ tật xấu nè. Dạ, bà rất là cọc cằn. Bà nói chuyện giống như là không có bị ngang như con cua vậy đó. Mà bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là
sai. Rồi không được cãi lại. Dạ không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Dạ. Rồi cốt là cốt con cua. Gốc Cà Mau đấy chị. Dạ. Rồi sao nữa? Sao nữa nè? Nóng tính, cọc cằn nữa. Mỗi lần con hỏi cái gì, cái mà bà đang mà khó chịu một chút là hả, bà sạc. Bà nạt lại, nạt lại. Ví dụ bà nạt sao nè? Nạt thì cũng không phải là nạt mà dạng như là nói chuyện hơi gần giọng một xíu đó, nó được ngọt ngào như thế. Anh không có hình dung nó được. Nay ăn sáng chưa? Không lẽ giờ này chưa ăn? Không lẽ giờ này chưa ăn? Dạ. Vậy đó hả? Vậy đó. Dạ. Dạ em ăn rồi, em ăn rồi, anh ăn đi hay sao đó. Những lẽ gì chưa ăn hỏi. Dạ, hỏi ngược đó, hỏi, dạ, ngược, hỏi ngược lại. Dạ. Hỏi làm mình cục khứng rồi đó. Dạ. Thêm cái là bả mà đói bụng lên bả cọc tính. Xấu đói. Dạ. Không chịu nổi luôn. Xấu đói. Ai vậy? Ai nhìn theo hướng đó. Đói ai cũng xấu. Dạ. Dạ. Ở nhà rồi ai nấu nướng? Bả nấu nướng nhưng mà con là người nếm thức ăn. Bả nấu nhưng mà không giờ bả nếm thức ăn hết trơn. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Dạ, con không biết sao nữa, mỗi lần mà ví dụ con chế bí này nọ xong cái kêu anh ơi ra nếm giùm em. Bởi vì ổng mà nếm trễ là đói bụng. Những cái mà cái tánh xấu của vợ thì cũng nên thay đổi. Vợ giận con á, nên nói ra giận những cái gì nên nói ra. Mỗi khi bà giận cái bà im không để cho tự đoán là được cái gì. Nhiều khi mình giận mình cũng biết mình giận cái gì. Lấy gì mà người bên cạnh đoán được. Dạ, nhiều khi bà khát nước bà cũng giận con nữa. Rồi khi mà giận á là phải im lặng. Con mong muốn vợ con thay đổi cái gì để cho vợ con trở thành một người vợ hoàn hảo nhất. Dạ, khi mà giận thì mau nguôi giận. Chứ để một lần giận là con phải ra sofa con nằm. Dạ. Không được ôm vợ. Dạ, con lại con chọc rồi con khiều, con làm què chứ không được. Lúc nào bà cũng cọc nên con biết ý vậy là con sẽ im lặng qua một đêm, cái bắt đầu ngày mai cái con khiều giỡn, bà mới bắt đầu vui lại. Lúc đó bà nguôi rồi. Dạ, lúc đó con mới được lên giường ngủ. Dạ. Ok, rồi giờ tới Phương đó. Thật sự thì chồng con không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú năng nhăng gì hết. Hồi lúc mà mới quen á, thì ví dụ như nhờ gì á là anh cũng đứng dậy 1 phút 30 giây là đứng dậy đi làm liền hết trơn. Cưới xong rồi á, mỗi lần mà nhờ anh cái gì á là anh ngồi anh lướt Facebook, anh lướt TikTok, anh bị nghiện Facebook với TikTok. Là anh ngồi anh lướt xong rồi anh mới ngồi dậy anh đi làm liền. Mà tính của con thì cũng nhớ giờ phải đứng dậy làm việc không là con khó chịu, con bực bội lắm. Chỉ có tật xấu vậy thôi, với lại tật lề mề. Không phải là lề mề, làm thì cũng rất là nhanh. Nhưng mà mình nhờ là không có đứng dậy đi liền ngộ vậy đó. Phải chút xíu nữa mới chịu đứng dậy đi làm liền. Thẩm thấu hiểu lệnh là hơi bị chậm. Thật dữ gì đâu mà nghe. Có nhiều lắm không có vậy. Tội thẩm thấu hiệu lệnh. Rồi với lại một cái nữa là ghen. Tính của con thì dạng như là cởi mở hòa đồng, con hay chơi với mấy đứa em trai trong giới LGBT á, mình thân thiết này nọ cái kiểu thì ăn đi chơi ăn uống hoặc là chị em hay nhắn tin này nọ với nhau thì ổng ghen vậy, ổng cũng ghen nữa. Mà mỗi lần mà ổng ghen á, ổng sẽ đăng story ổng móc méo này nọ cái kiểu móc phốt con. Dạ, không có con hiểu đúng không? Dạ đúng rồi, đọc vô là hiểu là nói về con. Lúc mà cưới nhau rồi thời điểm dịch là cũng ở dính nhau 24/24 thì thời điểm đó là hết ghen. Chồng con được cái là rất là đảm đang. Ở nhà mấy giặt đồ việc nhà, tất cả việc nhà là chồng con làm hết. Thì con chỉ có hâm mong là thẩm thấu nhanh hơn một chút xíu. Cái từ đó tôi không có hiểu được. Thẩm thấu mình lại nhanh một chút xíu. Với lại đừng có ghen tuông bậy bạ nữa. Rồi. Được không? Làm được không Hoàng? Dạ mấy cái đó thì dạ được. Rồi còn cái mà Hoàng mong con thay đổi được không? Dạ để con xem sao. Rồi hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thôi Hoàng đi, dạ. Đàn ông mà đúng không? Thì không biết là Hoàng có muốn nói một điều gì đó bất ngờ với vợ. Hoặc là làm đó. Hoặc thể hiện một cái gì đó với vợ mình hay không? Trời ơi, cút căng. Dạ. Thực sự thì hôm nay là anh xin gửi tặng vợ một bó hoa. Đây là hoa mà vợ nói là thích nhất. Anh nhớ một lần chúng ta đi Đà Lạt với nhau và đi ngang qua một con đường. Ven đường thì mọc rất là nhiều hoa. Loài hoa này và nó như là một loài cỏ dại. Và em có tâm sự với anh là loài hoa này khi nó mọc ven đường, người ta đi ngang qua không chú ý đến thì nó như là một loài cỏ dại rất là bình thường. Nhưng khi nó đặt đúng vị trí như bó hoa này thì nó trở nên lộng lẫy và rất là mộc mạc và đẹp đẽ. Anh cảm nhận được cái sự tổn thương trong em nên hôm nay tại đây. Anh muốn nói cho thế giới biết rằng anh rất thương em và con, và chúng ta sẽ mãi
cùng nhau đi đến hết con đường này nha. Không biết nói gì hơn thì em sẽ cố gắng để vun đắp gia đình mình, gia đình nhỏ của mình ngày càng hạnh phúc và luôn vững mạnh như vậy. Ôm nhau một cái. Ôm chồng cái coi nè. Ôm chồng cái. Ôi trời. Rồi. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều nè. Rồi, xin cảm ơn hai bạn nha. Xin giới thiệu em là Dương, cơ kỹ sư cơ khí. Dương năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay năm nay 30. Rồi, mời em. Em Nguyễn Thị Mỹ Dung, em 25 tuổi, hiện em đang kinh doanh. Bây giờ cho anh hỏi là hai đứa là lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Em hồi đó em ở quận 9. Em có bà con dưới Bà Rịa. Hồi đó em xuống chơi với chị dưới đó, nhờ chị giới thiệu cho số điện thoại là hẹn uống cà phê làm quen. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà em gặp ảnh từ ở quán cà phê thì cái ấn tượng đầu tiên của em về xấu lắm. Hồi đó ốm chứ không phải đường núi tụt như bây giờ đâu. Xấu mà hả, tóc thì cạo trọc á, nguyên cả buổi tối em không thèm nhìn mặt luôn mà. Nói chuyện chẳng nói chuyện cho vui vậy thôi. Thật ra thì hồi đó nhiều người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều. Ừ. Đúng rồi, phải nói con này là phải gì? Dạ. Đúng không? Nhưng mà được cái dẻo miệng lắm. Ừ. Dù giỏi. Chị thấy không có một miếng dẻo miệng nào luôn. Dạ. Bình thường thì nhạt lắm. Nhưng mà đi tán gái thì thôi. Hồi đó xiếng đi tán gái xiếng lắm. Đi từ Sài Gòn về Vũng Tàu mà mon hết mấy cái lượt xe. Cứ tuần đi một hai lần xuống. Mà nói chuyện điện thoại thì thôi. Ngày sạc pin hai lần không đủ, suốt ngày luôn. Thấy đi xuống miết à, xong cái quen đâu được 3-4 tháng gì á. Cái anh mới bảo thôi đi đường xa mệt quá. Xong xuống nói chuyện với ba mẹ anh xin cho em lên Sài Gòn. Xong đồng ý đi lên. Đi lên Sài Gòn thì anh bảo đi xin việc cho em làm. Đến bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? 4 tháng sau mới cưới. Nhưng mà lấy nhau rồi thì sao? Chồng em có nhiều suy nghĩ trong đầu của em không? Anh ghen kinh khủng nè. Chẳng qua hồi em đám cưới á, em không có mời những cái người người ta theo đuổi em, người ta không biết em lấy chồng. Thế là cưới xong về cái người ta nhắn tin em khỏe không, dạo này em sống như thế nào rồi. Thì có nhiều người kêu lâu rồi anh không gặp em, không thấy em, biết dạo này em sống sao. Chỉ vậy thôi mà ghen. Chẳng cần biết là đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ cần thấy mà số lạ nhắn tin phát là bắt đầu cứ bục điện thoại em bay. Trời, mà có hư điện thoại không? Đập tan nát luôn. Nhưng mà đập điện thoại mà nói giờ có đập em không? Dạ, hồi đó ghen tuông anh tát là chuyện bình thường à. Chồng em tát em đau không? Không, thì nóng tính là chỉ có tát một cái thôi. Nhưng mà ví dụ như lúc mà tát á thì em phản ứng như thế nào? Dùng chiêu thôi. Anh tát phát là em giả vờ nằm xuống xỉu luôn, không nhúc nhích luôn. Đâu làm gì? Anh sợ quá, anh bảo ôi anh lạy em tỉnh dùm anh đi. Em nín thở nha, không thở không nhúc nhích luôn. Giả chết luôn, giả chết luôn. Anh không, cái lúc đó thì em như thế nào? Cái lúc mà anh nhìn thấy vợ em nằm, hồi đó đang mang bầu nè, tưởng thiệt. Anh quỳ xuống anh lạy, anh lạy anh bảo thôi em đừng có chết, chết cả mẹ có con là tổng cộng chắc 15-16 năm tù. Không. Anh bảo là 15-16 năm tù thì ra là còn làm ăn được cái gì nữa. Trời đất. Chạy xe ôm chắc cũng không ai thuê. Thôi em làm ơn em tỉnh lại giùm anh. Để hỏi cảm giác lúc đó là em nghĩ là vợ em chết thiệt à? Cũng rất là sợ, sợ vậy đó. Rồi em lạy thiệt luôn đúng không? Và trong đầu em nghĩ là em đi tù gì rồi sau cuối cùng em làm sao để cứu vợ em? Em mới hô hấp. Nói chung là hô hấp sao mà để cái tay gì kỳ vậy? Banh cái miệng em ra mà lúc đó em giả vờ thì em phải cắn cái chặt cái lưỡi miệng ra chứ sợ mở miệng ra là cười đúng không? Và anh cứ banh cái miệng em ra mà banh không được thì anh hô hấp như thế này nè. Hô hấp. Xong rồi hả, không được. Xong anh bắt đầu bảo là chạy ra trọ đằng trước á, kêu mấy người đem đi bệnh viện. Thì em sợ là mình diễn thôi mà làm vậy thì sợ nhiều khi công an tới nữa cũng khó luôn. Xong cái đầu em giả vờ xong rồi bắt đầu giống như có cái dấu hiệu để mà tỉnh ấy. Mà hồi sinh đó. Dạ, đúng. Cái anh thấy anh mừng quá, anh hỏi giờ em muốn gì. Em bảo nước. Anh xuống anh rinh em một cái ca nước bự như thế này lên. Em nhắm anh cho bụi em uống hết luôn. Cái anh bảo chắc sống rồi em ha. Nhưng mà cái trận đó là cái trận gì mà tát vợ dữ vậy? Tại hồi đó chơi game nó cứ cành nhà nó ấy là bực tát cái. Rồi nhưng mà sau khi cái trận mà giả vờ chết á thì là kể từ đó là ổng hết chơi game không? Con trời, em bắt lựa chọn, một là vợ, hai là chơi game. Thế vẫn không chịu nha. Cái em gọi điện cho mẹ chồng nhờ trị dùng. Mẹ chồng cùng bó tay. Cái em mới bảo được rồi, ông nghiện game thì tôi nghiện bia cho coi. Em đi mua 3 lon bia về, em đổ hết vào toilet. Em chừa lại một miếng em uống rồi. Cái giả vờ ra ngồi xỉn xỉn nói nhảm. Coi game hơn tôi à. Giờ tôi uống bia, uống rượu cho anh coi nè. Mà hồi đó em mang bầu á, anh sợ, cúp máy chạy lại rồi cũng giặt khăn rồi lấy nước cho uống rồi lau người.
ngồi thức cả đêm luôn, cứ ngồi cứ banh cái mỏ em ra ngửi coi thử hết mùi chưa. Thế là ngửi xong rồi bỏ má vô đây này coi thử có thở nữa không. Sợ chết nữa em. Nhưng mà sao mà em mê game dữ vậy? Vợ có bầu hồi đó có bầu đi làm về tự nhiên thấy mấy đứa chơi á tự nhiên nghiện luôn. Thế bây giờ hết chơi game rồi không? Dạ. Dạ giờ hết chưa? Đỡ chắc chắn rồi. Chưa bây giờ hết chơi game, nhiều khi có chuyển qua có chơi gì nữa không? Chơi gì không? Có gì cười chơi khác không? Có. Dạ, có không chơi game nữa thì đi tán gái. Ồ trời đất ơi sư phụ. Là sao tán gái là sao, sao em biết? Thì cái lúc mà sinh con ra con khó thì công việc nó nhiều thì em làm riết em mệt mỏi mà anh thì không phụ với em gì hết á. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại thế là chán. Bỏ đi ra ngoài xong rồi đi tán gái luôn. Ừ. Có say nắng cô nào không? Có chứ. Có say cô nào? Lúc không biết là sao nữa. Dính vô em chả hiểu. Cứ 3 4 tháng rồi em dính được. Em dính luôn. Trời ơi mà biết có sâu nặng biết. Không? Dạ cũng chưa đến nỗi đó. Nhưng chưa. Mà tại sao lại say nắng cô kia? Tôi có cảm giác ông chồng này rất là đáng thương nha. Ông giống như một đứa em bé vậy á. Hỏi đồ tại sao không, em mê game vậy? Không có lập trường luôn chị. Ai nói cái gì là siêu với cái đó à. Vậy thế lúc em có con nhỏ em bán hàng nữa em mệt mỏi á. Tối lại em chỉ có muốn là đi ngủ thôi. Còn ảnh là cái người lãng mạn, thích là cái chợ vợ con đi đây đi đó. Mà con bé em thì khó lắm, đi ra gặp gió gặp ấy là nó ói, nó này nó kia. Thế là không đi được, thế là ảnh đi mình. Có đó lý do là để em say nắng cô kia hả? Hay là còn lý do nào khác? Cô đó hơn vợ em cái gì? Chắc mà không là bị người ta cám dỗ em. Thương quá. Cô đó cũng làm gì em mà cám dỗ được em hay vậy? Nói chung là lúc đầu thì nhắn tin qua lại thôi. Sau tự nhiên nó không biết sao tình cảm nó cứ tới em chả hiểu. Tình cảm nó cứ tới nhưng mà phải có cái gì tới. Bây giờ nè, cô đó đẹp hơn vợ em không? Không bằng. Không bằng vợ em. Dạ. Rồi cô đó giỏi bằng vợ em không? Người ta cùng giống của em thôi, cũng đi làm. Cô đó hiền hơn vợ em không? Chắc là hiền. Hiền hơn hả? Cùng vậy ạ. Cũng vậy hả? Người ta thường là ta bỏ cái này để người ta lấy một cái khác ngon lành hơn, đúng không? Hoặc là vợ mình không bằng người cái người kia còn này thì mình mới say nắng. Con này dưới gièm không mà cũng bình thường, tự nhiên say nắng là lãng nhất. À, hồi đó chung hai vợ chồng hai cứ cãi lộn cãi nhau cho dạ, nó buồn bã. Dạ, buồn chơi cho vui thôi nhưng mà em biết là cái người kia người ta quýnh rũ nhiều. Rồi anh hỏi em nè, khi mà em biết chồng em say nắng cái người đó thì em xử lý như thế nào? Em đóng giả là em gái, em hỏi là chị là bạn gái của anh Dương hả? Em là em gái của anh Dương đây, nghe nói anh Dương có quen chị mà chưa thấy ảnh dẫn về nhà giới thiệu. Chị mới kêu chị với ảnh quen nhau 4 tháng rồi. Thế là em sau này em mới nguyên hình là vợ. Người kia cũng chẳng biết là ảnh này có vợ đâu, bị lừa dối mà. Xong em bảo là nếu mà anh Dương lừa dối chị thì cho em xin lỗi. Chứ thật ra anh Dương có vợ có con rồi. Thôi bây giờ chị tìm hạnh phúc khác đi, nó xứng đáng hơn. Nhưng mà cái người kia bảo giờ bắt anh lại phải trả lại thời gian 3 tháng lừa dối đó. Cái tính bằng cái gì? Bắt quen tiếp chứ không có cho về với gia đình. Bảo em là không giữ được chồng thì cho đi luôn đi. Chứ kéo về làm gì nữa. Quay lại dọa em. Dạ, lúc đó quay lại dọa em ghê lắm. Rồi lúc đó em xử trí như sao? Em mới nói em nói chuyện đàng hoàng với chị rồi. Em cũng khuyên chị rồi, nếu mà chị mà không dừng lại thì em có cách của em. Thế là em về em nói chuyện với chồng. Em không nói chuyện với người đó nữa. Em hỏi giờ ý anh sao thì anh cứ bảo là anh không biết. Anh không biết sao? Ý như nãy đó, em dạ, không đúng biết rồi, sao? Em không biết sao? Em kêu không tính sao cho anh đi luôn. Xếp đồ đi luôn. Là đi luôn. Đi luôn, đi một tuần xong rồi xin gọi điện xin về. Em thấy cũng tội nghiệp quá, bảo đi ra ngoài không ăn uống không gì, đi về như người rừng luôn, tóc tai thì nó dài ra, người thì hôi hám, đồ áo thì nhăn nhúm hết. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi vợ em có vợ gì? Có hồi đó không có ngày cứ kể cứ mỗi lần đi ngủ á. Bà cứ thủ dao mọi người à. Là sao đi ngủ thủ dao? Là để thăm em đúng không? Không phải. Bà kêu ổng mà tôi thấy tin nhắn này kìa của bà đó là tôi cắt luôn. Cắt gì? Cắt ngón tay? Không biết. Cắt ngón tay hay là cắt tóc? À, không biết chắc là... Hay là thẻo lô tay? Thế là... Cho nên hồi đó giờ đâu có nhắm tin nhắn tin ai đâu. Nhưng mà cầm dao thôi chứ mà có mài dao không? Có chứ, em mỗi lần em đi mài dao là ngoài lấy quần mặc đó. Bình thường là ở nhà mặc quần lửng rồi đúng không? Em đi mài dao là thấy mặc quần thêm một quần sọt, mặc quần riêng xong rồi á hả? Lấy thắt lưng mang vô, tối nằm ngủ không dám nằm chung nha. Em nằm ngủ trên gác, ảnh trải chiếu nằm dưới đất, xong nằm ngủ bật điện sáng trưng luôn. Nằm hai tay kép như thế này nè. Nói chung là lúc đó bà hoang mang, bà ghê lắm. Sợ thiệt luôn hả? Em có cái nào nghĩ là vợ em dám làm gì đó? Nhìn vậy chứ mà nhát lắm. Không biết nữa, nhưng mà thấy hồi đó bà giống như tinh thần bà khác à, bị hoảng loạn đúng không? Tại vì người nào làm cho bà hoảng loạn chắc là chắc em đó chưa. Và tôi tưởng tượng nha, tối mà ngủ mặc một cái quần dài thôi là đã mệt rồi, mà còn cái này ngủ nha, tối phải mặc 2-3 cái quần, và thậm chí là lấy cái sợi dây nịt buộc cứ ngắt mở đèn sáng trưng mà hai cái tay để gì sao ngủ. Em thấy nửa đêm em mắc cười quá, em đi xuống lấy tay em khò khò khỏe ảnh dậy, em ôm cái chăn chặt cứng lại, em cứ má xong thấy giữ chặt cứng như thế nào. Cái
ảnh ảnh quỳ anh xin à, em ơi đừng có cắt. Đó là tài sản cuối cùng để em đi tán gái. Trời ơi. Phải chi đó là cái tài sản để chúng ta sản xuất thì nó hay hơn, đúng không? Tài sản để chúng ta tài tán gái là sao? Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ảnh còn đi ngủ mặc 3-4 cái quần và còn mở đèn sáng trưng không? Bình thường thì không, nhưng mà bữa nào giận nhau đúng cái ngày mà dao nó bị đùn em đi đi mài dao á. Tại vì cái dao đó em dùng để chặt dừa. Mài dao là cứ ở trong toilet em mài dao ra ngoài thấy mặc hai quần rồi. Ồ, tới bây giờ vẫn còn? Vẫn còn. Ủa bây giờ em vẫn còn có cái bệnh là đi tán gái hả? Không đâu, bây giờ bị ám ảnh nên vẫn sợ. Có nghĩa là trong lòng em là em nghĩ rằng vợ em có thể làm như vậy thật. Vậy chứ bây giờ là tất cả mọi thứ là đã yên ổn chưa? Dạ bây giờ thì yên ổn rồi. Cái lúc mà đi theo cô kia là bảo em là người phụ nữ không dịu dàng, anh nói thì khô khan, không hiểu ý chồng. Em bảo vậy nè, thôi anh cứ ở nhà một ngày đi, anh chỉ ngồi anh quan sát thôi. Từ sáng sớm đến chiều em làm những công việc gì, em làm có thời gian nghỉ hay không, con cái chăm như thế nào. Anh ngồi quan sát một ngày á, sau rồi em hỏi cảm giác của anh sao. Anh mới bảo là ồ em cực quá, làm không có thời gian nghỉ. Nói chung là bây giờ là chồng đã hiểu được là tại sao em lại như vậy rồi, đúng không? Em thấy được điều đó, thấy được cái việc làm của vợ mình. Qua những cái ngày tháng đó em mới biết nhận ra cái gì trong đời sống này mình có thể ấy được á. Chị thấy như vậy nè, trong cái chuyện của tụi em á, em cố gắng làm sao cho chồng em bớt cái ám ảnh là em một ngày nào đó em sẽ cắt, đúng không? Chứ sống trong cái cảm giác hồi hộp lo âu đó cũng mệt mỏi lắm. Tại vì vậy nè, mới đầu giỡn mà thành thiệt đó, trong đầu mình không hề có ý định đó, nhưng mà khi mình giỡn thấy ảnh sợ thiệt. Cái tự nhiên mình cứ lấy cái đó làm vũ khí á, để mà cho ổng sợ, cuối cùng thành ra nó bị ám ảnh, nó vận vô người mình nào không biết. Tại trong quá trình vợ chồng sống với nhau cả đời á, mình kềm chế không nổi cái nóng tính của mình. Ví dụ một lần nữa ông say nắng nữa sao, cái tự nhiên cái mà nó vận vô người em, nó tạo thành giống như là một cái sự thôi thúc, nó tạo nên cái hành vi của em kềm không nổi, cái em cắt thiệt rồi sao. Thành ra là mình vi phạm pháp luật rồi, mình bị cái này cái nọ kia, con mình khổ chứ ai, đúng không? Thôi bây giờ bỏ cái suy nghĩ là nếu có chuyện gì tôi sẽ cắt anh đi, bỏ ha. Mà nếu có chuyện gì, anh là người lớn, anh tự suy nghĩ, ở được thì ở, không ở được thì mình nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, chứ không mình không già xài cái vũ lực đó. Nhưng mà chị nghĩ là nếu như em bỏ được cái cọc cằn với chồng, làm việc thì thực sự mệt, ai cũng mệt hết trơn, nhưng mà mình hơn người khác ở cái chỗ là mệt nhưng mà mình vẫn tạo cái không khí ấm cúng và vui vẻ trong gia đình. Cái đó là cái hay của cái người nội trợ, người vợ. Chị nghĩ em làm được điều đó. Còn chồng nè, làm ơn làm phước đi, vợ mình giỏi vậy mình giúp vợ mình đi. Đừng có ngồi xong tấm tắc em cực quá không được, phải làm nha. Giúp vợ em thôi, hai đứa quầy và vui vẻ thượng hòa. Chúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc nha. Cảm ơn tụi em. Chào chị Hồng Vân và chúc anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi, ở Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Công việc là đang bán rau ở nhà. À, bán rau. Dạ. Rau đó chị. Rồi, nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình, nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, rau? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó, chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Thì ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Nói gì nghe thùy mị, nhẹ nhàng. Thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Đó, chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì Minh để râu bán râu. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Còn mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cơ? Nước giặt xả. Giặt xả. Ủa cái nước giặt xả nó có liên quan gì tới anh Quyền Linh không? Dạ giống vậy á. Có không? Dạ đúng rồi. Giống, có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ có. Có luôn. Ủa là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước lau sàn với một số mặt hàng á. Đó là cái của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, không có luôn. Thì em tặng cho chị ông Vân nữa, thật là muốn người thùng về xài thử gì đó. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình lên mà đối thủ của mình lên. Đó, đấy chưa? Nước giặt tên là Minh Râu luôn. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít, bán ít nè thôi. Phải mới bán được có thời gian, gọi như là bán trải nghiệm, thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm, còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật.
nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, đúng không? Giống như là đâu đó, đâu đúng nè, không? Ừ. Ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền mua thì sao? mua nghe. Ai mua thì bán, ai xin ai mua thì cho. Bán, đúng ai trả rồi. Tiền thì đó. Ai xin thì cho. Ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng không Minh đâu? Tự nhiên mà kêu em nghĩ không, gần đây á, gần đây á, Minh có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự đến tiền á. Mình cái tóc qua bên hôm đây. Nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sẽ nó nhậu sẽ sai sai tí đấy. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao bán, vậy? Tại sao? Tại vì nó mềm, nó ngon, nó cho giờ. Người ta mà đâm ra bán chạy mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Bạn thành là bán ế lắm, không có lấy tiền nữa. Dạ, ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống, kéo cái này. Rồi. Ok, rồi bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Chưa? Lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Ừ. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ á, xong rồi dẫn lên nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương. Rồi dẫn mày xuống. Rồi dẫn đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chỉ ăn ở nhà làm theo trong nhà, đâu biết đâu. À, rồi dẫn xuống quen, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Ồ, xấu dạ. Lắm. Nhưng ổng thì tóc có tóc không? Có tóc có lâu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy hôm đấy. Đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mà mặt này sẹo nữa, mặt lại sẹo nữa, tai nạn mà sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy. Ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ông thật thà, thằng em đi đọc kênh về xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ông xin luôn cho miếng ăn vậy, ngồi ăn tình bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ống cống ấy, hồi ở dưới quê ấy, hay đọc kênh người ta bánh ống á. À đúng rồi, đúng bánh ống á. À cái bánh đó vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha mình ha. Cái đó dễ mà, chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á đó, thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xinh là ăn nó mắc mệt á. Rồi ông ăn, ông ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn, nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh à. Mà sao thấy cái này cười thấy hay, thấy ấn tượng á. Quen. Rồi xin cái bánh nữa, đúng không? xin bánh của thằng em ruột rồi giờ. Nó nhớ. Ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều ông em nó khóc sao. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ, tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai dè là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hấp hồn không? Có sao xuyến có hấp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Dạ, về là bảo vậy là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mới đầu là mang tâm chỉ là đi mấy ông anh họ đó. Đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thấy rồi, nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á. Ở kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Dạ. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Cũng... Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh nữa rồi, mình thấy và chắc được. Ủa, bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có đấy. Cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình ha. Còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo, nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau, 3-4 ngày sau thấy nó nói chuyện này kia, thấy mình có cảm nhận được có gì đó, đâu ra mình thở là chắc... Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ đến ngày nào cũng đêm. Ngày nào cũng đêm. Ngày nào cũng lên hết. Vậy đó hả? Dạ. Ồ, là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Dạ. Đúng không? Tức là dạ. lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Thích rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có. Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Có. Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ổng đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ổng rất muốn đến để mà ổng nhìn cặp răng khểnh đó. Đúng không?
à, gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng ra nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập tập 2-3 tuần, 2 tuần á, hai tuần. 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen không, quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, Hùng nè. Đó là sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, hồi xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Là bố mẹ vợ với lại mình em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen, mỗi lần em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hay bác. Nó đang rửa chén sau á, mà vợ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự biên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó nọc cọc nó lên. Vậy hả? Thì hồi đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên hồi biết là hồi trẻ trẻ tôi gọi là chủ nhi ấy, mình cũng nghịch ra thích thể hiện vậy đó kiểu vậy. Và nghe nói và thằng anh nó quậy, và thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen á, cấm đâu cho quen cũng đúng thôi, đúng dạ, không đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu, dẫn nó đi bụi đời. Giờ nó bỏ đi cả tháng chờ, được tháng không ta? Không, được mấy tuần á? Mấy tuần nó đầu đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về xong rồi bảo cái tường là con đi chơi, bỏ lễ không đi lễ, đi chơi trốn đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba má. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để đấy tí nữa tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ông bảo sợ quá, đấy sợ. Bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bà bảo ông là thôi vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói rồi đi luôn. Trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu chị Hồng Vân. Nhau lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị sợ. Ôi là ra sự cố mà em muốn là cái đó đó hả? Trời, tôi tưởng đâu cái vụ kia. Rồi xong rồi. Bố điện thoại cho Minh luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em điện về đúng không? Về xong rồi ba thôi đi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy, thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đó. Đấy, xong rồi bà thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng rồi. Giờ gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ, mà bên đạo á mà đã trốn đi nhà thờ á, là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ nhưng mà chị lại học lại ba mẹ là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với Minh kiểu vậy đó. Thế là đến tai bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn. Mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, đúng không? Chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nheo lên xe đi, ông này ông đâu có đồng bạc nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở trong ao cá. Ở trong bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, ở chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn có chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi đó, sâu vô đêm đầu tiên chắc trước đó nhé. Không, đợt trong nhà cũng xóm trước đó, còn trong ao cá lúc đấy là xong rồi, là xong rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ nè, trong túi không có tiền rồi, mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Dạ. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài, rồi hẹn hò cà phê thì sao đó. Đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty, cũng có bạn bè nữa, thì ghé với thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm nước Nam. Lúc đó em làm gì? Anh làm bảo trì trong nhà máy á, khu công nghiệp Biên Hòa.
Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn chưa, đúng không? Chưa, rồi. Chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè. Đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là... mấy tháng mới là đám cưới. Ờ, làm đám cưới. Ờ. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là... Chưa, chừng mấy nào năm mới sau. Là... Thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bánh thịt heo trước, bánh thịt heo bể nợ Bình Gia, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nợ luôn hả? Đúng rồi, năm mày ta ở 2008 đó, 2008 là chính nhiều luôn. Sao đời ông Trung Chiên với ông Minh Râu. Cái mặt sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. À, có trước mấy tháng. Rồi sanh xong. Rồi. Trời mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen nó ở xóm ấy, mấy xã bên đến bảy đông lắm. Rồi em sao? Lúc sao? Đó, em thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo anh nhỏ người ta đi ở đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Lúc đầu... đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không chỉ nói là đừng có ghé, tụi bay bảo con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Sau bắt đầu nó nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy mình ngồi gần cái đó mình thân mật đi xíu nó bên kia tự động ra. À, yeah. Có nghĩa là em dẹp loạn bằng cách đó. Đúng. Dẹp loạn ở đây là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Nó đi đâu cứ cầm theo gì là thì cái hồi cái đó. Hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông như là với thằng kia cũng quen á theo đuổi ra có nghĩa là mình ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó hay từ đó từ đó từ đó chứ không hề gì hết nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn luôn. Không, không có. Em còn có được chiếc khăn tay. Không có tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á thì không mua lấy một cây bông tặng cho bạn gái luôn. Xong rồi luôn. Không tặng, không xong rồi. Hôm đấy thằng quên tên rồi. Thằng gì đó. Đó. Có thằng ấy tặng, nó mua cây bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu tọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia, ông tức quá. Có dằn mặt không? Dạ. Có dằn mặt em không? Tức thôi. Nhưng mà không làm được gì? Tức không làm được gì. Tay ơi, tay ăn có quà đâu. Ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bàn nó tức. Bông này xấu quá, quất đi đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá, rồi đi cà phê, bụi chuối này nọ đồ. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi. Có nghĩa là lấy nhau về nè, có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi, nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội không mà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu, lúc mới đầu sanh á là tự nuôi tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da á. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé, xong rồi bán cái tiền bé bé đi hết cho nhận chăm cưới. Con. Chưa nhận cưới chưa. Xong rồi bí quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ dưới quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết rồi bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về và bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng ở nhà mình cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả hay sao? Đi làm công trình gì đó đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau rồi bé như bị được vài tháng à, mình anh bị người ta tai nạn chết rồi. Được khoảng mấy tháng ấy, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng ấy, xong rồi ông lại bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không được đề nó tông người ta, tai nạn giao thông ấy, lại bị tai nạn nữa, tai nạn giao thông người ta chết, là mình bị tai nạn giao thông, dạ, ông mình thì đúng rồi, người ta chết mất, người ta tông người ta mất, sống thì mình phụ phần là trả cho người ta, rồi người ta nhà người ta cũng đàng hoàng lắm, cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi, và thậm chí là ly thân, đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào? Mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không ạ? Ăn chơi. Nhậu nhạc chơi bời tứ đồ. Nhậu. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Đúng rồi. Làm có nghĩa là bao nhiêu tiền là em đổi được? Làm được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời ơi. Lúc đó thì em làm cái gì?
Lúc đấy ôm con cũng chưa làm gì đâu, vì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi. Giờ không có là không có là mượn bà ngoại. Ừ. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, từ hồi đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm. Chị Hồng Vân nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bể lợ bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bể, thì sẽ lợ bên Bình Dương là bể buôn bán đi theo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có đứa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa, ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa, vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, gần 10 năm nay, 7-8 năm nay, 10 năm nay. 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì trận, mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à? Và trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Vậy hồi suy nghĩ lại thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì được cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế này em thu nhận tiếp người uy tín các bạn rồi, và lại bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà tao làm ăn được phải trả, bây giờ đòi tao bỏ đi chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau ở đấy ngày cũng kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài để chơi hết à, không có dành. Cái đó bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á. Cái đầu đó thay đổi, quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm, sau rồi tới lúc nổi tiếng luôn. Mình hình nhìn lại nào cho mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là dạ. 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó, nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi. Từ cái hôm trận thương bạc em thay đổi á, phải 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ. Trước đấy rồi. Chứ em cho rau đấy, dân ở đấy đó là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ, ngày là tuần nào cũng như đều là... Em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc, em bảo thôi cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau, mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha, anh xin lỗi, anh thắc mắc. Anh thắc mắc là em đang khó khăn, em đang mắc nợ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời? Dạ đúng rồi. Mà em lại đi cho rau như vậy. Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy là em đi, em quyết định em xác định em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu thằng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày thì em bán được cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Dù ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 5-700 hay triệu thì đấy. Còn nếu ngày nay lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định, mà thay vì mọi khi mình đi ăn chơi thì tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 thì á. Rồi bắt đầu quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, chứ được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy, mình đi ăn chơi thì cái tiền ăn chơi nó gấp 3 nhiêu lần. Đúng rồi, người ta điều tiết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á, là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó, thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình, hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà, tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều, đúng nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần, ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-2 năm là bình thường. Mình nói là mình phải suy nghĩ và mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều. Để phải thay đổi. Thay đổi từ từ, nó không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á là giảm thời gian là mình đi đây đi đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ thì mình kêu mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ thay đổi một phát một thì nó cũng hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ đi làm xong em cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau ăn triệu bình em có thể biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua được khuân lên khuân xuống mà vất vả rồi, được bày hàng ra cho người ta đấy rồi sáng dậy sớm, cắm đầu vào làm để quên đi chuyện đam mê. Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị
Có bao giờ mà em chứng kiến là con em á mà nó khát sữa mình mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà hay nhà hết sữa cho con này kia đó, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn tiền ngoài. Thì sau này em bảo là cái lúc bán rau này bán bắt đầu khoảng 10 năm 12 năm là được đấy, ngày kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà trời ơi, mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi. Suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là lần thay đổi em rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á, với lại là cái việc mà kinh doanh rau á, là do là sau này em mới nghĩ tới hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình à? Không, là cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau và cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, lâu lâu cũng mua rau cho mấy thằng ở sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn kêu mày ăn nhậu suốt làm gì ấy, thì vẫn cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ đúng mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó à? Còn cái bén duyên ấy, nghề bán rau là đợt đấy là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, là bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi lòng vòng bán, thế là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán rau lòng vòng xấu. Cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời. Đúng. Cái vốn ít. Phải siêng, phải siêng. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khắp các hẻm. Công ty tăng ca 7:30-8 giờ tối em ra em bán 20-30 ngàn em bán anh chị. Đúng rồi. Cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho rồi. Đó, cho nên là... Chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó không ăn thu rồi. Thôi giờ viên mãn rồi. Viên mãn rồi, chuyển qua chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Không, em danh chuôn lắm. Nhưng mà bây giờ thì... Thôi bây giờ mình tới luôn cái vụ kia đúng đi chị. Đúng rồi, chị mới nói chuyện qua chương 2 đó. Chương 2. Chương 2. Hai vợ chồng có xe bờ ông Son nhiều đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ. Đó. Thôi giờ em đó. Đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tạo quy chánh rồi. Đó, bây giờ vậy. Nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Đâu, em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này chắc thay đổi chứ không còn không, gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng ấy, nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, làm tổng gắn cọc càn, không được dạng như là không được mềm nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà lắm thì em cũng bực nó luôn. Cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ cái ông cũng nghiện, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm thì có 1-2 lần à. Ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Không phải thương đâu mà chọi nó cái chén, nó cho cái nồi vào đầu rồi sao dám ấy. Tức là mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái nồi. Cái nồi đó. Ủa rồi ôi, thế là gặp tấm luôn là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ rồi. Đấy, bí đỏ. Không lẽ lại sầu riêng thì có mà chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác hết. Nít nó không biết, nó quá sự thật. Mà nhìn thì nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không, kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy. Ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Thế bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này. Thế bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, còn... Gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường nhưng mà em vẫn bình thường, vô tư. Tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn nhiều, để yên được á. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Thế em đừng có biện hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Một khi cho trêu cho vui thôi chứ cho bụng có gì không Minh? Không biết, nó hên xui. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó, tặng một bó đúng không? Chết dở. Gặp mấy em đẹp đẹp hỏi lấy tiền. Đẹp, hỏi lấy tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi không rồi. Bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi, em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Ủa dồi ôi, tán. Em là ngon luôn ý. Ngon ôi dồi, cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, hả? Không, con không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi, con ghen. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi, không, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi gì không sao. Còn đi hát, đi nhậu nhà hát ok thì
thì cũng có cũng 2-3 lần nó tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em vô em tức quá em tát cho một tát. Tát ai? Ông chồng. Ủa rồi ôi. Quánh tài karaoke luôn hả? Không, hát ok gọi em sang ngồi rót bia á. Nhưng mà vợ gọi thì không thèm bắp máy, vợ tức quá vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn thấy. Thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh thôi tức mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. Ông coi như lặng thinh luôn á. Lặng luôn. Đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Tức là em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đó đấy, em đi đâu đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với lại hát uống bia chung á. Vô vợ làm cái tan và choáng váng luôn, cầm cái ly bia nè. Là em đứng hình đó đúng không? Tao uống hết ly bia cho nó đỡ quê. Đỡ quê. Đỡ nhục. Bính rồi chạy về hết luôn rồi mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Mà từ đó về sau chắc khỏi dám đi nữa. Mấy bé kia là đi về hết, lẳng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Bảo tối hôm đó có gây lộn không? Có tớt nhưng mà con biết ông xỉn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Ngày sau con mới chửi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tật vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí. Gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu đâu thôi. Gọi là khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên ngày nào đó mà nhìn Minh á, mình suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh, mà thay vì bây giờ người ta làm giỏ hoa, Minh làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi hả nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tự nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữa cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Thấy cái hoa mà nấu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Mình. Biết đâu chừng nó hot là sao mình? Hot đó Minh. Là chị nói là ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha. Dạ. Làm gương mặt đại diện luôn. Cái giỏ rau củ mà tặng. Ô. Hot đó nghe. Lúc trước con lấy cái bông lờ với này lấy ớt với này, ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng gì. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng bằng đầu tiên. Thiệt mà. Theo biết đâu lại là hot trend là sao? Gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ. Các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp ấy không? Nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày. Ví dụ như là nó theo cái chất đó Minh. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó là một tuần lễ 7 loại rau như vậy. Mỗi ngày một loại đó Minh. Không cần thêm đứa nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok bây giờ đó, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa. Nên có một chút lãng mạn nha. Rồi. Bây giờ tới Minh đó. Sao? Em hả? Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi chứ tật xấu còn hết. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền dạy mày có phước. Mà mấy bà đã gặp lúc tôi với nó cãi nhau rồi mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Anh bí đỏ của tôi thì sao mấy bà biết được rồi. Đúng không? Ở vợ thì nó cũng nông tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì nâu nâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên nóng tính lên là không có kiềm chế đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói, ngược lại bên này là không kiềm chế được coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị, nóng cũng chửi, thậm chí là tác động vật lý luôn. Không thì đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý chứ còn gì nữa. Một phát mà coi như thép mà còn chối nghe cái chát mà rồi nín áp âm thanh phòng luôn. Một phát thằng tay lúc luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy. Hôm sau em lấy tiền bo sao? Ừ, sao được. Em đi nghe em về đi. Hôm sau em lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai nầm hay là nỡ rồi kia. Ăn nó nóng thì nhận đi lúc ăn hết nóng thì nói mày kiếm được. Chứ đừng trước mặt em bốc mọi người nói là kia nó hay. Đó. Chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng. Đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó mất hay.
đúng không? Dạ. Thế lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Eo ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở. Đâu lâu lâu mấy năm trước đâu lâu đi bung lụa đi chơi ấy chị Hồng Anh. Mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi là karaoke xả chét ấy. Em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện, còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình, có người này người kia mới vui. Còn tự nhiên mấy thằng bảo hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ, mấy thằng thua bài nó đi nó tầm tầm. Hồi xưa là chưa thay đổi, là mấy điệp không đi chơi đi gặp hoài đến bài, mà mấy năm nay thì năm bảy tháng năm hai năm đi lần. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì không nhớ. 8 đến 10 năm rồi. Rồi bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đã thế là anh ấy lại xuống được, tóc được. Nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo. Thôi, râu không có xuống. Tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi. Đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Dạ. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nần. Là tu hành đấy. Có nghĩa là anh tu luôn đó. Mà chị thấy. Đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá, cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Mình phải để hàm râu thì mới đẹp. Phải để hàm râu mới đẹp. Không, nhưng mà chị thấy vậy nè. Minh á là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy, 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe, còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ, tội nghiệp nó. Đấy, giữ gìn sức khỏe. Xong rồi là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. Đã có nước rửa giặt xả Minh Râu rồi. Bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là designer, theo quà tặng. VIP, ví dụ vậy, VIP đúng không? VIP Minh Râu. Rồi là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó vụ mình... đó chị thấy quá hay luôn á. Thì quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì dự án này hay là cái cũng cái thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm bên dính tiền bánh rau bánh dính ra. Đó thì bánh dính ra chết kỹ ra cho người. Cái bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Con em được ba đứa. Ba đứa rồi. Thôi thấy đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau, đi chơi đi hưởng thụ đó, rồi làm công việc thiện đó, xong rồi kêu các con nó phụ mình á, để cho nó thiện lành từ lúc trẻ. Đúng luôn rồi, ha chị. Đó là tuyệt đúng vời rồi. Luôn đấy con thích em thích như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1/6 này cũng đi theo như vậy, con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại, rồi mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á, xong rồi thăm các bé đó. Đúng rồi. mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi, con mua hoành quà đấy cho em. Còn em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Mình không, thật đi. Ra đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Wow. Đó. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật lãng ra mạn, như thế này chưa nè. Lãng mạn, đúng đó. Không? Chúc mừng em vì có được một người chồng đó, thật sự rất là tuyệt vời. Đó, đã được hàng độc thay đổi. Hàng độc á. Thay đổi. Và ngày hôm nay lại là một người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn. Và cũng chúc mừng Minh Râu luôn có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó. Chị hơi cái nóng tiếng đi trong nhà đó. Nhớ thôi thì, bớt nóng đi nhớ thôi thì kiểu thể hiện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nói ngọt ngào, ngọt ngào với vợ đó, cái ước mơ của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở tại nơi đây. Được không? Và lưu lại luôn đó, sau đó đứa nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó, đúng không? Anh nó thể hiện tình cảm rồi. Rồi đứng lên đi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn. Phải nói trong vòng 2 phút. Chắc cũng chưa từ từ rồi. Cũng 17 năm nay, 16 17 năm nay, hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai. Thôi hôm nay anh mình hung gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và hôm nay cho cháu biết nhá. Vợ chồng mình gọi như là cố gắng vì nhau mà thay đổi tí xíu. Để nhìn nhau đi, nhìn vợ đi em, nhìn vợ đi. Vợ có muốn nói gì vợ với chồng không? Vợ bày tỏ đi chứ. Vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con. Cố gắng làm. Rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau. Rồi lo cho các con.
rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia đó. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em, nói chung là biết lo cho vợ con, lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Được, mình nói đi, vợ yêu chồng. Trời ơi, tụi nó không có hôn môi, người ta tao ghét quá, dễ thương, không lẽ lột giày quánh nó chứ. Ý anh Bin chảy nước mắt kìa. Yeah, ý trời ơi. Thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lay. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa, và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa. Để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nha.